Chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn độ kem màn hình đồng hồ điện tử 6W cho con BMW 320. Thì quay về đây em ơi. Đầu tiên là mình sẽ tháo hai con ốc ở đây. Đó, ở đây là mình đã tháo hai con ốc ở đây rồi nhé. Bây giờ mình chỉ cần gỡ nó ra thôi. Ở đây là mình đã tháo sẵn rồi. Và tiếp theo ạ, rất là đơn giản, thay con đồng hồ mới vào thì phía đằng sau của mình sẽ có cục quang này và rắc nguồn này. Đó. Bây giờ mình sẽ lắp nhá. Lựa cái này, lựa khéo thì nó sẽ bị xước. Quang ok này. Rắc nguồn ok này. Bây giờ mình ấn rồi. Mình sẽ lục máy để test thử nhé. Date and time. Từ từ. Cài đặt ngay giờ cái đã. Đâu nhỉ? Sai giờ à? 8 phút nữa. Mấy giờ? 17 giờ 4 phút. 17 giờ à? 17 giờ 4 phút à? 4 phút ngày hôm nay là bao nhiêu? Hôm nay là 17. 17 tháng 4 đúng không? 2020. Ok, đóng cái cửa bên đấy lại em. Quay vào đây để xem là màn hình nó có lỗi gì không này. Bộ phận mài vừa hai khổ này. Nó không có lỗi gì. Ok. Mày quay đây. Đấy, đây. Đây là chế độ lái này. Đây là chế độ gì đây? À đây là mình đang off cái. Không. Không, chế độ chống trượt. Echo này. Comfort này. Ở đâu đây nè, vẫn đang ổn. Sport này. Comfort này. Eco này, Eco màu xanh. vovgiaothong.vn. Thưa quý vị, nhắc lại với nhau những khó khăn. Đó là quốc lộ 21B đoạn qua xã Hòa Xá, huyện Ứng Hòa. Một xe tải ben đổ bùn đất phế thải ra đường chiếm mất một nửa lòng đường. Gây ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu anh em nào muốn mình quay video hướng dẫn về tháo lắp vấn đề gì của VV, mình sẽ tiếp tục làm video để hướng dẫn anh em nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi.